Nếu dislike nhiều hơn 3% like, tôi sẽ xóa video này. Choice hiện đang quảng bá cho Few Spiercer. Vào ngày 26 tháng 9, họ đã có mặt tại em cao đao. Tại sự kiện này, stylists của họ đã nhận được những bình luận trái chiều về trang phục của Nayeon và Dahyun. Một số người chỉ trích các stylists đã cố gắng cho họ mặc trang phục theo phong cách gợi cảm. Họ nói, stylist luôn là vấn đề đối với Choice. Đây có phải là trang phục của Park Jin Young hay không? Cho dù Choice ăn mặc thế nào thì họ vẫn không gợi cảm. Choice phải đi cùng với trang phục dễ thương. Trong khi đó, một số người nói rằng đây không phải là vấn đề lớn. Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là một trò đùa của Once, nhưng bây giờ ngay cả cư dân mạng Hàn Quốc cũng nói nhiều. Dahyun trông hơi lạ, nhưng nhìn chung Choice rất đẹp. Tôi thực sự thích kiểu thẩm mỹ pastel satin. Choice hoàn hảo theo mọi phong cách. Các stylist vẫn làm điều này, đôi khi đó là sự pha trộn giữa quần áo thương hiệu và tùy chỉnh. Và đôi khi tất cả các trang phục đều được làm tùy chỉnh. Tôi thích nó hơn là các thần tượng chỉ mặc bộ trang phục thương hiệu trên sân khấu.